Hôm nay chúng ta sẽ tô bức tranh về chú lừa này của mình nhá. Đầu tiên mình sẽ tô đám mây màu xanh. Tiếp theo mình sẽ tô mặt trăng. Ôi, không sao. Chú lừa này mình sẽ tô màu xanh này. Bờ mượn mình sẽ tô màu ghi.
Đây là con lừa. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.